Rất nhiều người nghĩ rằng thành phố Dubai đi lên nhờ dầu mỏ cũng như các nước Ả Rập khác. Nhưng thật ra, thu nhập từ dầu mỏ chỉ chiếm chưa đến 1% GDP. Đầu thập niên 1970, Dubai chỉ là dải cát với một vài tòa nhà cao tầng và hơn chục chiếc xe. Vậy mà chỉ hơn 40 năm sau, Dubai đã nổi lên như một thành phố hiện đại và xa hoa bậc nhất. Những nhà hoạch định chính sách đã làm gì để khiến Dubai thay đổi chóng mặt và đáng ngạc nhiên đến vậy? Các nhà lãnh đạo đã thực hiện gói chính sách với 3 mục tiêu chính. 1. Thu hút đầu tư nước ngoài. Chính phủ Dubai đã đưa ra các chính sách cực kỳ ưu đãi, cho phép công ty nước ngoài chuyển nguồn vốn và lợi nhuận về nước bản xứ mà không mất phí, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 15 đến 50 năm đầu hoạt động và thậm chí sẵn lòng gia hạn, không tính thuế nhập khẩu và tái xuất khẩu. Một điểm quan trọng khác là hệ thống luật pháp minh bạch được xây dựng theo bộ luật của Anh Quốc. Dubai là thành phố an toàn bậc nhất thế giới với tỷ lệ tội phạm rất thấp. Mọi người đều ý thức được rằng mình có thể bị bỏ tù hoặc trục xuất vì những tội nhẹ nhất. Gói chính sách hữu hiệu và độc đáo này đã tạo nên sự khác biệt lớn với chi phí thấp và thuận tiện cho kinh doanh. Điều này đã tạo nên động lực tăng trưởng mạnh mẽ. 2. Chăm lo cho công dân. Hiện nay, dân số của Dubai là khoảng 3 triệu người. Chính phủ Dubai thực sự đã xây dựng được hệ thống an sinh xã hội cho công dân một cách đầy đủ và hào phóng. Người dân gần như luôn được đảm bảo sẽ có việc làm. Công dân quốc tịch Dubai nhận được rất nhiều hỗ trợ từ nhà nước, bao gồm chính sách chăm sóc sức khỏe rất tốt và hệ thống giáo dục miễn phí. Các chính sách về trợ cấp thất nghiệp, lương hưu, hỗ trợ nhà ở được chú trọng. Xây dựng các trường học Ả Rập để đảm bảo trẻ em được học những bài giảng về đạo Hồi cùng với kiến thức từ nền giáo dục hiện đại. Những biện pháp này đã giúp cho người dân Dubai được đảm bảo về mặt vật chất lẫn tinh thần. 3. Tiết kiệm cho chính phủ. Chính phủ thắt chặt các quy định về nhập cư, qua đó giới hạn các nghĩa vụ xã hội của chính phủ ở mức thấp nhất. Chính phủ Dubai đã quyết định trở thành một bộ phận của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giúp Dubai không cần xây dựng quân đội, phái đoàn ngoại giao hay cơ quan quản lý tiền tệ riêng. 3/4 thu nhập của chính phủ là từ phí hành chính và dịch vụ từ chính phủ, được đánh giá là cực kỳ đắt đỏ. Việc thực hiện đồng bộ 3 mục tiêu chiến lược mà Dubai đã vươn lên từ mảnh đất sa mạc khô cằn, nghèo tài nguyên, ít dầu lửa, dân số ít, trở thành một nơi đầy hấp dẫn về mặt kinh doanh và chất lượng cuộc sống.